lớn, chợ lớn buổi quá trưa gần 4 giờ chiều, sau giấc ngủ trưa thức dậy, bây giờ tới giờ đọc báo. Hôm nay trên Facebook của tôi có một bài viết nói về bí quyết sống thọ của bác sĩ 103 tuổi. Dù nam hay nữ cũng nên nghiện 4 thứ để duy trì sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Trong một đọc báo hôm nay, tôi sẽ dùng kỹ thuật kể chuyện của mình để đọc lại bài báo này làm tư liệu. Chúng ta coi coi 4 thứ mà bác sĩ sống thọ 103 tuổi, đó là 4 thứ gì? Một, đọc báo. Bí quyết sống thọ của bác sĩ 103 tuổi. Dù nam hay nữ cũng nên nghiện 4 thứ để duy trì sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Đây là hình minh họa. Giáo sư Đặng Thiết Đào, sinh năm 1916, mất năm 2019, là một bậc thầy về y học cổ truyền Trung Quốc. Ông vừa là bác sĩ, vừa là giáo sư tại Đại học Y học cổ truyền Quảng Châu. Với kinh nghiệm hơn 70 năm nghiên cứu về y học cổ truyền, giáo sư Đặng luôn tâm niệm phòng bệnh hơn chữa bệnh. Ông hiểu rõ các bí quyết bảo vệ sức khỏe và xây dựng riêng cho bản thân lịch trình sinh hoạt rất cụ thể và cân đối. Sống thọ tới 103 tuổi, nhiều người đều tò mò bí quyết trường thọ, khỏe mạnh của giáo sư Đặng. Thực tế, ông thường duy trì 4 thói quen này để có sức khỏe bền lâu. Một, nghiện duy trì thói quen sinh hoạt điều độ. Bác sĩ Đặng Thiết Đào chia sẻ, ông cực kỳ chú ý đến thói quen sinh hoạt, làm việc và ngủ nghỉ. Mỗi cơ thể con người đều có một đồng hồ sinh học, tuy là vô hình nhưng nó chạy vô cùng chính xác. Nó cho biết được giờ này ta cần phải làm gì, từ đó hình thành một quy luật. Cứ như vậy, nếu tuân thủ theo quy luật đó, cơ thể mới có thể khỏe mạnh. Đây là hình minh họa của giáo sư Đặng. Ông cho biết thêm, thói quen sinh hoạt hàng ngày của ông như sau: sáng thức dậy 6:30, ngồi thiền ở trên giường một lúc, hít thở nhẹ nhàng, xoa bóp cơ thể, sau đó
uống trà, tập thể dục, ăn sáng và đọc báo, nghiên cứu. Buổi trưa và chiều đi dạo quanh nhà khoảng 10 lần, ăn cơm, đọc báo, ngủ trưa, đọc sách. Buổi tối ăn cơm, tắm rửa, xem tivi, cập nhật tin tức đến 23 giờ rồi đi ngủ. Mọi người có thể thấy rằng những hoạt động mà bác sĩ Đặng duy trì hàng ngày là việc rất phổ biến nhưng lại khá quy luật. Chú ý cân bằng giữa nghỉ ngơi và làm việc. Nghiện ăn uống lành mạnh. Có nhiều người đến giai đoạn có tuổi, họ rất sợ việc ăn uống đa dạng vì cho rằng về già thì phải ăn kiêng, cho nên mỗi ngày đều ăn không đủ chất dinh dưỡng. Đây là điều không tốt cho sức khỏe. Trên phương diện dinh dưỡng, cần phải chú ý cân bằng các chất. Bác sĩ Đặng cho biết càng lớn tuổi càng có thói quen ăn uống lành mạnh. Với ông, mỗi ngày đều ăn 3 bữa, đảm bảo đúng giờ, đúng lượng. Mỗi bữa chỉ ăn no khoảng 70%. Những thực phẩm mà ông ăn đều thanh đạm, dễ tiêu hóa. Ông thích ăn trái cây và duy trì đều đặn mỗi ngày uống 1 ly sữa. Nhìn chung có thể thấy thói quen ăn uống của ông cũng giống như bao người, không phải là cao lương mỹ vị, nhưng khẩu phần rất cân bằng. Nghiện tập thể dục thường xuyên kết hợp giữa động và tĩnh. Bác sĩ Đặng rất thích tập thể dục để duy trì sức khỏe. Ngoài ra, ông còn rèn luyện việc tĩnh mỗi ngày. Ví dụ như mỗi buổi sáng thức dậy, ông ngồi thiền một lúc, sau đó đọc sách, đọc báo, viết lách. Đây là hình minh họa của bác sĩ Đặng. Nghiện chải đầu tắm kết hợp nước nóng lạnh. Ông có hai thói quen rất đặc biệt. Một là chải đầu và tắm nước nóng lạnh. Chải đầu thường xuyên có thể khiến tuần hoàn máu trên đầu được lưu thông tốt cho não bộ. Hơn nữa, mỗi ngày đầu được massage sẽ mang lại cảm giác thoải mái, đêm ngủ cũng ngon giấc hơn. Về thói quen tắm kết hợp nước nóng lạnh, nhiều người không hiểu rõ lợi ích của thói quen này. Theo bác sĩ Đặng giải thích, thói quen này sẽ giúp máu tuần hoàn tốt hơn. Nước nóng sẽ làm cho mao mạch giãn nở, nước lạnh sẽ làm co lại. Như vậy, mạch máu được co giãn, tăng khả năng đàn hồi. Đó là một bài nói về cuộc sống của bác sĩ, một bác sĩ đông y, đông tây y. Bác sĩ Đặng Thiết Đào. Đây cũng là một kinh nghiệm chúng ta quan tâm
và nghiền ngẫm. Đúng không? Hello. Tôi vừa đọc xong một bài nói về bí quyết sống thọ của một bác sĩ người Trung Quốc. Bác sĩ sống thọ đến 103 tuổi. Ông kể lại kinh nghiệm của mình. Có 4 thói quen mà ông dùng để kéo dài tuổi thọ của mình. Đó là sinh hoạt điều độ. Sinh hoạt điều độ giống như một chiếc xe chạy trên một cái con đường láng bằng phẳng, không có sốc nặng. Cái gì điều độ thì cái quán tính của nó tốt. Điều độ giữ cho tâm bình. Tâm bình thì kéo dài tuổi thọ. Thói quen thứ hai của ông là ăn uống lành mạnh. Chúng ta phải ăn vào rồi bài tiết ra. Ăn vào để có năng lượng. Nhưng mà khi ăn thì ta chọn những thức ăn lành mạnh. Những thức ăn mà không có nhiều cái tác nhân kích thích. Thứ ba là tập thể dục thường xuyên. Tập thể dục là múa tay múa chân. Tập thể dục là kết hợp giữa tĩnh và động. Hoạt động, vận động đúng cách thì chúng ta sẽ duy trì được sự mạnh mẽ của các cơ phận trong thân thể. Có cái tỉnh thì chúng ta phải đạt được tới mức cực tỉnh. Có cái động thì chúng ta phải đạt được đến mức cực động, cân bằng giữa động và tỉnh sẽ giữ cho thế cân bằng. Cái thói quen cuối cùng của ông là chải đầu, gãi đầu, kích thích da đầu và tắm bằng nước nóng lạnh. Nước nóng sẽ làm giãn mạch, nước lạnh sẽ làm co mạch. Nếu ta quen tắm nóng lạnh, cơ thể chúng ta sẽ vận động theo quy luật giãn nở, giãn co. Và như vậy, nó sẽ giữ được sự dẻo dai, bền bỉ. Chương trình đọc báo của tôi đến đây kết thúc. Chào.